Ôi, sáng nay đi test món đồ chơi này nha. Mấy tháng ở nhà rồi, không có làm gì hết không đi cầu kéo gì nữa, nào đầu test kiếm vài con cá rồi. Đồ chơi đây, cầm đồ chơi nào, xài đồ dỏm thôi mà hiệu quả là chính. Ai đâu xài đồ xịn thì cứ xài đồ hàng quét này, lôi đầu mấy con cá lên hết, tay nghề là chính thôi.